Đáng lẽ không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng không có các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Đáng lẽ không có địa giới, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới. Đáng lẽ không có nhân duyên, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đáng lẽ không có vô minh, cũng không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Đáng lẽ không có bố thí ba la mật đa cũng không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đáng lẽ không có pháp không nội cũng không có pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đáng lẽ không có bốn niệm trụ, cũng không có bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, Đáng lẽ không có thánh đế khổ cũng không có thánh đế tập diệt đạo, đáng lẽ không có bốn tịnh lự cũng không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đáng lẽ không có tám giải thoát cũng không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đáng lẽ không có tất cả pháp môn tam ma địa cũng không có tất cả pháp môn Đả la ni, đáng lẽ không có pháp môn giải thoát không cũng không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đáng lẽ không có bậc cực hỷ cũng cũng không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Đáng lẽ không có năm loại mắt, cũng không có sáu phép thần thông. Đáng lẽ không có mười lực Phật, cũng không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng. Đáng lẽ không có đại từ, cũng không có đại bi, đại hỷ, đại xả. Đáng lẽ không có pháp không quên mất, cũng không có tánh luôn luôn xả, đáng lẽ không có trí nhất thiết cũng không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đáng lẽ không có quả dự lưu cũng không có quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, đáng lẽ không có tất cả hạnh đại bồ tát cũng không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật Đáng lẽ không có Phật cũng không có pháp tăng, đáng lẽ không có đạo cũng không có quả, đáng lẽ không có tạp nhiễm cũng không có thanh tịnh, đáng lẽ không có hành cũng không có đắc, không có hiện quán, cho đến tất cả pháp đáng lẽ đều là không.